Kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, chúng tôi là Mai Tuấn. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị đến với chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS được phát sóng vào lúc 7 giờ sáng và 10 giờ sáng mỗi ngày từ thứ hai tới thứ sáu. Hôm nay là ngày thứ ba. Kính chúc quý khán thính giả luôn luôn có những giây phút thoải mái, giữ sức khỏe tốt, nhất là trong mùa đại dịch. Sau đây Mai Tuấn xin gửi đến quý vị một số các tin tức về Hoa Kỳ, trong đó có một vài tin đáng chú ý như sau. Tổng thống Donald Trump đề cử thẩm phán Amy Coney Barrett vào tòa án tối cao. Số ca nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ đã vượt mốc 7 triệu người. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố Trung Quốc hứa xuông về Biển Đông. Thưa quý khán thính giả, bản tin đầu tiên Tổng thống Donald Trump nói đến việc ông đề cử thẩm phán Amy Coney Barrett vào tòa án tối cao. Tổng thống đã đưa ra loan báo này hôm cuối tuần qua và bổ nhiệm thẩm phán tòa án phúc thẩm có quan điểm bảo thủ, đó là bà Amy Coney Barrett, vào tòa án tối cao Hoa Kỳ. Người thứ ba mà Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ của Tổng thống. Nếu bà Barrett được chuẩn thuận thay thế thẩm phán có quan điểm tự do vừa qua đời, đó là bà Ruth Bader Ginsburg. Bà chết vào lúc 87 tuổi hôm 18 tháng 9. Thì thẩm phán Barrett sẽ trở thành người phụ nữ thứ 5 từng phục vụ trong viện tư pháp hàng đầu của nước Mỹ và nâng đa số bảo thủ lên tỷ lệ là 6/3. Với các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa kiểm soát thượng viện hiện nay, thì có lẽ việc đề cử bà Barrett gần như chắc chắn sẽ được thượng viện chuẩn thuận. Dù là phe Dân Chủ, như chúng ta biết bản tin nói, có thể tìm cách làm cho quá trình này khó khăn để kéo dài, tức là không bỏ phiếu được, nghĩa là không có chấp nhận được bà Barrett trước cuộc bầu cử 3 tháng 11. Bà Barrett, như chúng ta biết bản tin nói, là chỉ mới có 48 tuổi, được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào tòa án phúc thẩm liên bang khu vực 7 có trụ sở tại thành phố Chicago năm 2017, và bà là nhân vật yêu thích của những người bảo thủ tôn giáo, một khối cử tri chủ chốt của Tổng thống Donald Trump, đó là Công giáo. Các nhà hoạt động bảo thủ ca ngợi sự lựa chọn của Tổng thống Donald Trump, trong khi những người có chủ trương tự do bày tỏ bất bình. Giống như hai người trước được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, đó là thẩm phán Neil Gorsuch năm 2017 và Brett Kavanaugh năm 2018. Thẩm phán Barrett đủ số tuổi trẻ để có thể phục vụ trong nhiều thập niên tại tối cao pháp viện, và bà sẽ là ứng viên thẩm phán tòa án tối cao trẻ nhất kể từ khi thẩm phán Clarence Thomas bảo thủ được bổ nhiệm khi ông mới 43 tuổi năm 1991. Đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại thượng viện hiện nay 53/47. Chỉ có hai thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa phản đối việc xúc tiến quá trình chuẩn thuận, và như vậy có nghĩa là dễ dàng thông qua. Những người ủng hộ quyền phá thai thì lại cho rằng thẩm phán Barrett là một tín đồ Công giáo thuần thành, có thể sẽ biểu quyết để lật ngược được phán quyết mang tính bước ngoặt năm 1973 về việc hợp pháp hóa phá thai trên toàn quốc. Tổng thống Donald Trump nói rằng ông muốn ứng cử viên của ông được chuẩn thuận trước cuộc bầu cử để bà Barrett có thể tham gia vào bất kỳ vụ kiện tụng nào liên quan đến bầu cử mà có thể lên tới tòa án tối cao, có thể biểu quyết có lợi cho Tổng thống Trump. Chỉ có một lần kết quả cuộc bầu cử theo như lịch sử cho biết thì xảy ra cần đến tòa án tối cao quyết định, đó là năm 2000 giữa cuộc tranh go giữa ông cựu phó tổng thống Hoa Kỳ lúc bây giờ là ông Al Gore và ứng viên của Đảng Cộng Hòa lúc bây giờ là cựu tổng thống George W. Bush, lúc bây giờ dĩ nhiên là ứng viên thôi chứ chưa làm tổng thống, mà nhờ phán quyết, bởi vì không tranh giành, hai bên không có đưa đến một cái kết quả nào cả, thế nên cuối cùng phải đưa đến tòa án tối cao pháp viện, và tòa án đã tuyên bố ông
Joseph W. Bush làm tổng thống là như vậy. Và thưa quý khán giả, cái mục đích chúng tôi xin thưa để chúng ta rõ hơn, cái mục đích của tối cao pháp viện là tối cao, tức là không có ở dưới mà tranh giành đủ thứ, không có đưa đến kết quả nào, mà khi trên phán quyết đã đưa ra thì mọi điều phải được thi hành. Chính vì vậy mà nếu bà Barrett lần này mà như bản tin nói là hầu chắc sẽ được chấp thuận, thì cái phe bảo thủ của các thượng gọi là các thẩm phán tòa án tối cao đã chiếm 6, mà những người phe tự do thường là nói là theo đảng Dân Chủ thì chỉ có 3. Cho nên sẽ có một thời gian dài như bản tin nói sẽ đưa nước Mỹ vào những cái khuôn khổ có tính cách truyền thống. Bản tin thứ hai, thưa quý khán thính giả, nói đến việc đạt thỏa thuận cứu trợ COVID-19, thì bà Nancy Pelosi là chủ tịch của Hạ viện Hoa Kỳ một lần nữa hôm 27 tháng 9 đã bày tỏ là hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận cứu trợ COVID-19 với Tòa Bạch Ốc. Đồng thời bà cho biết là các cuộc thương thảo vẫn còn đang tiếp diễn. Bà nói, chúng tôi đang có các cuộc trao đổi, và khi tôi trao đổi với chính quyền thì bà nói rằng bà có thiện chí. Bản tin còn nói tiếp, tôi tin tưởng Bộ trưởng Tài chính Mnuchin sẽ đưa ra một điều gì đó có thể dẫn tới một giải pháp, và tôi tin rằng chúng tôi có thể đạt một thỏa thuận. Và theo hãng tin Reuters thì các cuộc thảo luận chính thức giữa bà Nancy Pelosi, ông Chuck Schumer là thượng nghị sĩ lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện, và chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc là ông Mark Meadows nhằm đạt được một gói ứng cứu cho COVID-19. Việc thương thảo đã đổ vỡ trước đây như chúng ta biết đó là hôm 7 tháng 8 vì đôi bên khác biệt lớn về quan điểm. Và kể từ đó thì bà Pelosi và ông Mnuchin đã trao đổi qua điện thoại. Thế nhưng vẫn chưa đạt được kết quả, và đây hy vọng sẽ dẫn đến một cái kết quả nào đó như bà Nancy Pelosi cho biết. Cái gói cứu trợ mới có thể là trị giá khoảng 2.2 tỷ Mỹ Kim, 2.2 nghìn tỷ Mỹ Kim nhé, cho nên cũng tương đương với khoảng 3 nghìn tỷ Mỹ Kim như gói cứu trợ đầu tiên. Bà Pelosi và ông Schumer thoạt đầu thì muốn có khỏi cái gói khoảng chừng 3.4 nghìn tỷ Mỹ Kim, nhưng sau đó đã giảm bớt và bây giờ thì khoảng 2.2 nghìn tỷ Mỹ Kim. Đó là phe Dân Chủ muốn và hy vọng là sẽ đạt được cái gói cứu trợ này. Một bản tin kế tiếp, thưa quý khán thính giả, đó là nói về đại dịch COVID-19, thì hiện nay 4 tiểu bang của Hoa Kỳ đã ghi nhận là cái con số tăng kỷ lục trong một ngày. 4 tiểu bang đã ghi nhận số ca nhiễm 19 mới tăng kỷ lục trong một ngày hôm 25 tháng 9 vừa qua, trong bối cảnh tổng số mắc corona ở Hoa Kỳ chúng ta đã vượt mức 7 triệu. Tiểu bang Wisconsin là một trong các tiểu bang nơi có số ca nhiễm tăng nhanh nhất. Họ xác nhận là có khoảng 2.629 ca mới, vượt kỷ lục trước đó của tiểu bang này. Và theo hãng tin Reuters thì tiểu bang Minnesota cũng như Oregon và Utah cũng ghi nhận các ca nhiễm kỷ lục hôm 25 tháng 9, trừ tiểu bang Ohio. Tất cả các tiểu bang Trung Tây xác nhận thêm các trường hợp COVID-19 trong vòng 4 tuần qua so với 4 tuần trước đó. Và hôm 24 tháng 9 thì tiểu bang Montana và South Dakota xác nhận tỷ lệ nhiễm kỷ lục trong một ngày. Hồi đầu tuần trước thì theo như hãng tin Reuters cho biết, thống đốc của tiểu bang Wisconsin đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế và kéo dài yêu cầu đeo khẩu trang cho tới tháng 11. Và số bệnh nhân phải nhập viện vì COVID-19 ở tiểu bang này cũng lập kỷ lục hôm thứ Sáu, tăng lên từ 543 người hôm 25 tháng 9, tức là từ mức khoảng hơn 300 người lên hơn 500 người. Đó là một tỷ lệ lớn, thưa quý khán thính giả. Ngoài ra thì tiểu bang Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota và Wyoming cũng đều có những số ca tử vong cao. Số ca tử vong vì corona ở Mỹ hiện nay
vượt mức trên 200.000 người như chúng ta đã thấy trước đây. Và như bản tin cũng nói ở phần trên, đây cái bản tin này nói rõ thêm là số ca vượt, nghĩa là ở Hoa Kỳ về COVID-19 đã vượt mốc hơn 7 triệu người. Hơn 7 triệu người tức là chiếm hơn 20% tổng số ca trên thế giới rồi. Trong lúc các tiểu bang vùng Trung Tây như vừa nói ở trên báo cáo số ca nhiễm COVID tăng cao trong tháng 9. Và con số cột mốc mới nhất được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nước Mỹ vượt mốc hơn 200 người chết vì COVID-19, cao nhất thế giới hiện nay, thưa quý khán thính giả. Riêng tiểu bang California bây giờ đang đứng đầu nước Mỹ với khoảng 800.000 ca nhiễm. Và tiểu bang thứ hai đông người nhiễm đó là tiểu bang Texas, tiểu bang thứ ba là Florida, rồi đến New York. New York thì cái thời kỳ đầu là tiểu bang vượt mức trên tất cả mọi tiểu bang. Tất cả các tiểu bang vùng Trung Tây trừ tiểu bang Ohio như bản tin trên nói thì cho biết là đã tăng ca nhiễm trong 4 tuần vừa qua so với 4 tuần trước. Và đó là một tình trạng khá nguy hiểm. Và dĩ nhiên quý vị cũng như chúng tôi bây giờ đau lâu chầu mỏi là cái câu phong giao mà Mai Tuấn thỉnh thoảng lặp lại trong cái dịch này, đau lâu chầu mỏi. Chúng ta thấy rằng cái dịch COVID-19 phát xuất đặc biệt là tại Hoa Kỳ từ tháng riêng, tháng 2, tháng 3 cho tới bây giờ, chúng ta kể là đã 9 tháng, 10 tháng rồi. Chúng ta cảm thấy rằng thì là những chuyện cách ly hay những chuyện đeo khẩu trang hay những chuyện không được tụ tập, không đến các nhà hàng ăn đã khiến cho chúng ta khó chịu và nhiều đôi lúc chúng ta như coi thường. Nhưng thưa quý khán giả, thật sự là rất nguy hiểm. Ở gần kề nếu chúng ta ngay cả như thế một số các đại học hoặc là các trường học mở cửa trở lại, bây giờ đành lại phải đóng cửa trở lại vì những trường hợp của COVID-19 đã bùng phát ở các trường học này. Thì không biết, nói đến đây thì có lẽ chúng ta mới nhìn thấy cái sự yếu đuối và nhỏ bé của con người như thế nào. Thưa quý vị, chúng ta cố gắng. Cũng liên quan đến vấn đề COVID-19 thì hy vọng đây là một điều lành mà Thượng Đế giúp chúng ta, chúc lành cho chúng ta chăng. Đó là vaccine của công ty Johnson & Johnson cho thấy là có đáp ứng miễn nhiễm mạnh trong giai đoạn đầu thử nghiệm. Một liều duy nhất vaccine thử nghiệm chống COVID-19 của công ty Johnson & Johnson đã sản sinh đáp ứng miễn nhiễm mạnh mẽ chống lại virus corona chủng mới trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu tới giai đoạn giữa. Đó là theo kết quả tạm thời đã được công bố hôm 25 tháng 9 vừa qua. Kết quả công bố trên trang y khoa có tên là MedRxiv chưa được tái phối kiểm độc lập. Kết quả cho thấy là vaccine có tên là Ad26.Covid2.S cũng không có phản ứng phụ với hai liều. Một liều duy nhất có thể giúp đơn giản hóa việc phân phối vaccine. Vaccine thử nghiệm của công ty Moderna và Pfizer thì theo phương thức hai liều. Riêng Johnson & Johnson chỉ có một liều. Tuy nhiên thì hiện chưa rõ với vaccine của Johnson & Johnson thì những người lớn tuổi có được bảo vệ cùng mức độ như những người trẻ tuổi hay là không. Và cuộc thử nghiệm trên gần 1.000 người trưởng thành khỏe mạnh đã được chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ bắt đầu sau khi vaccine của Johnson & Johnson hồi tháng 7 chứng tỏ cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ trên những con khỉ thí nghiệm chỉ với một liều. Và căn cứ vào kết quả hiện nay thì hôm 23 tháng 9 vừa qua, công ty Johnson & Johnson đã bắt đầu thử nghiệm giai đoạn cuối trên 60.000 người. Rất là hay. Công ty nói hy vọng sau kết quả của giai đoạn 3 vào cuối năm nay hay là đầu năm tới. Các nhà nghiên cứu nói là họ sẽ có thêm chi tiết về sự an toàn và hiệu nghiệm một khi cuộc nghiên cứu hoàn tất. Và thưa quý khán thính giả, chúng ta mong cho việc này mau có kết quả. Bởi vì như bản tin ở trên nữa cho chúng ta thấy, nước Mỹ chúng ta đã có hơn 7 triệu người mắc. Và nếu cứ đà này thì có thể lên đến vài trăm nếu không có vaccine sớm. Và nếu cứ cái đà mà mọi người coi thường, chuyện đó dễ hiểu, coi thường và đau lâu mỏi chùn chân đó, chúng ta không có kiên định được như thời gian đầu, thì rất có thể khi mùa thu và mùa đông tới như
tức là bác sĩ Fauci đã từng đưa ra cảnh báo rất nguy hiểm và có thể có đến vài trăm ngàn người chết, chứ không chỉ có hơn 200 ngàn người chết như chúng tôi đã thưa. Một bản tin khác nữa thưa quý khán thính giả, nói đến cũng liên quan về COVID-19, thì doanh nghiệp Mỹ có thể mất hàng tiền tỷ vì các vụ kiện liên quan đến hồ sơ COVID-19. Bản tin nói như thế này: các doanh nghiệp Hoa Kỳ có nhân viên mắc bệnh COVID-19 đang phải đối mặt với mối đe dọa pháp lý mới từ các vụ kiện cho rằng cái nguyên nhân từ virus corona đưa về nhà và khiến cho người thân của họ bị lây nhiễm, tức là những nhân viên làm việc sẽ mang những cái virus corona từ COVID-19 ở công sở về nhà, tư sở công sở. Hôm 28 tháng 9 vừa qua thì hãng tin Reuters đã dẫn lời một công ty phân tích rủi ro cho biết những vụ kiện này có thể khiến cho người sử dụng lao động mất hàng tỷ Mỹ kim. Con gái của bà Esperanza Ugedi ở tiểu bang Illinois đã đệ đơn hồi tháng 8, mà theo đó các luật sư tin đây là vụ kiện đầu tiên liên quan đến cái chết oan ức do mang COVID-19 về nhà. Cáo buộc mẹ cô đã chết virus corona do lây từ cha cô, người bị nhiễm bệnh tại nhà máy chế biến thịt của công ty Aurora Packing. Ông Tom Geis là luật sư lao động và việc làm của công ty Crowell & Moring đã bảo vệ cho doanh nghiệp sử dụng lao động, nói như thế này: các doanh nghiệp nên chú tâm về những trường hợp này. Trong vụ khởi kiện công ty Aurora thì nguyên đơn cho rằng ông Ugade đã làm việc cận kề với các đồng nghiệp khác trong dây chuyền của công ty vào tháng 4, khi công ty Aurora biết có đợt bùng phát COVID-19 tại nhà máy nhưng không cảnh báo nhân viên hoặc là áp dụng bất kỳ biện pháp ngăn ngừa nào. Và công ty Predicat đã đánh giá là rủi ro cho doanh nghiệp bảo hiểm có đến từ 7 hoặc cho đến 9% trong số khoảng 200.000 ca tử vong do COVID-19. Thưa quý khán giả, 7 cho đến 9% của 200.000 người đã chết liên quan đến giống như UKD. Thì nếu mà như vậy những vụ kiện đó mà đều bùng nổ thì rất nhiều doanh nghiệp sẽ sạt nghiệp, không phải là 1, 2, 3 triệu, không phải là 1, 2 ngàn triệu, có thể là lên tới hàng tỷ, lên tới ngàn triệu là như vậy. Cho nên đó cũng là nhiều công ty có lẽ sẽ gặp khó khăn vì những vụ kiện sẽ được đưa ra. Một bản tin khác nữa thưa quý khán thính giả, liên quan đến vấn đề Biển Đông, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa đưa ra tuyên bố cho biết là Trung Quốc chỉ hứa suông mà không có hành động. Trái lại, tuyên bố một đằng nói một cái khác, làm một đằng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố nói rằng Trung Quốc trái ngược với những gì mà Chủ tịch Tập Cận Bình hứa trước đây. Trung Quốc vẫn theo đuổi công cuộc quân sự, đưa các hòn đảo trở thành những đảo quân sự. Phát biểu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói, 5 năm trước, tức là ngày 25 tháng 9 2015, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đứng trong vườn hồng của Tòa Bạch Ốc và tuyên bố Trung Quốc không có ý định theo đuổi quân sự hóa quần đảo Trường Sa và các tiền đồn của Trung Quốc sẽ không nhắm mục tiêu hoặc tác động đến bất kỳ quốc gia nào. Tuyên bố của Hoa Kỳ còn nói thêm, thay vào đó Trung Quốc đã theo đuổi một cuộc quân sự hóa liều lĩnh và khiêu khích các tiền đồn đang có tranh chấp. Họ đã triển khai hoạt tiễn hành trình trung hạm, mở rộng khả năng tình báo tín hiệu và radar quân sự, cũng như xây dựng hàng chục nhà kho máy bay chiến đấu và xây dựng đường băng có khả năng dùng cho máy bay chiến đấu. Sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố như trên trưng bằng thực rõ rệt, thì Bộ Ngoại giao của Bắc Kinh chưa có phản ứng gì cả. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hồi tháng 8 thì lên tiếng bảo vệ quyết định quân sự hóa Biển Đông, gọi đó là hành động tự vệ.
đi ngược hẳn lại với Tập Cận Bình trước kia, có phải không thưa quý khán giả? Trước áp lực từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác, Trung Quốc vẫn mạnh mẽ làm công việc mà họ đang làm. Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ của chúng ta dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump quyết định làm và phải làm tới cùng. Chúng ta biết rõ và thế giới đều thấy rõ là các điện đồn quân sự đóng vai trò là nơi tập trung hàng trăm dân quân biển và tàu cảnh sát biển của Trung Quốc. Họ đã thường xuyên dùng những loại tàu này để quấy rối, quấy phá các hoạt động đánh cá hợp pháp của các quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Và họ phát triển những cái chất hydrocarbon của các quốc gia láng giềng một cách gọi là trái phép. Đảng Cộng sản Trung Quốc không tôn trọng lời nói hoặc là cam kết của mình. Trong những tháng gần đây thì chúng ta thấy rõ một số lượng lớn chưa từng có các quốc gia bày tỏ sự phản đối chính thức đối với Trung Quốc. Và thưa quý khán giả, chúng ta hy vọng rằng với sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, dĩ nhiên là trong lúc này thì Tổng thống đang bận hoạt động để tái được bầu cử, và hy vọng là Tổng thống Donald Trump sẽ được tiếp tục mãi để cho con đường đã đi phải đi đến nước cùng, thưa quý khán giả. Một bản tin sau cùng về Hoa Kỳ nói đến việc một thẩm phán Mỹ đã ra lệnh dừng lệnh cấm tải ứng dụng TikTok. Một thẩm phán Hoa Kỳ vừa ban hành phán quyết tạm ngăn lệnh cấm tải ứng dụng TikTok trong tương lai. Ứng dụng này đã phải đối mặt với việc bị chặn khỏi App Store, tức là nếu chúng ta hiểu rồi, nhất là các anh em trẻ hiểu rõ, muốn tải những cái device của những cái chương trình này, chương trình khác thì chúng ta phải vào app ở trên cell phone này, phone tay của chúng ta. Và người đang dùng ứng dụng, tức là những ai mà đang sử dụng cái ứng dụng TikTok đó ở Mỹ vẫn có thể, thưa quý khán giả, tôi nhắc lại, những người đang dùng ứng dụng này ở Mỹ vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Vâng, thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng. Chúng tôi xin chấm dứt ở đây, và sau phần thông tin thương mại, mời quý khán giả trở lại với chúng tôi để nghe tiếp thêm một số các tin về thế giới qua một vài tin đáng chú ý như sau. Cơ quan WHO Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ 2 triệu người chết vì virus corona. Giới bác sĩ của nước Pháp đưa ra cảnh báo nguy cơ làn sóng thứ hai COVID-19.